mấy súng là để cho cô. Cô tỏa sáng trên sân khấu, còn Hà My thì ở trong bóng tối. Nghe này, chúng ta đang lợi dụng cô ta. Nếu bây giờ cô ta bỏ đi thì chúng ta sẽ mất hết tất cả. Mắt của Tăng Thanh Hà, miệng Thanh Hằng, còn tổng thể khuôn mặt cô muốn giống ai? Minh Hằng. Nhỏ đó xấu quá. Dạ. Không, cũng đẹp.